Bonsai và Nghệ Thuật Đan Mệnh xin chào tất cả bạn bè yêu kênh toàn quốc của cả nước. Hôm nay theo chân Bonsai và Nghệ Thuật Đan Mệnh đến với nhà vườn của anh Tuấn Trần trên con đường cao tốc. Mời quý vị các bạn cùng vào thưởng lãm một số tác phẩm và cùng khám phá nhà vườn của Tuấn Trần. Rất cảm ơn anh em trong thu bộ Nghệ Thuật 1981 rất vinh dự cho mỗi anh em tôi ở đây học tôi. Bạn Triều, bạn Đạt, bạn Tặng vinh dự mời các bạn về đây họp mặt thường niên quý 2 năm 2022 tại nhà vườn Tuấn Trần. Đấy, với niềm tự hào của quê hương Hải Hậu thì được chào đón tất cả anh em bạn bè quý khách mời về đây là họp mặt cùng đồng bộ và chia sẻ với anh em là trong mỗi tình trạng thì đây nhà vườn cơ sở vật chất như thế này thôi kéo bông bạc và sẵn sàng cho con các bạn mong sao cho hộ mình phát triển bền vững cái tinh thần đoàn kết và xây dựng được mối nhiều mối quan hệ tốt đẹp hơn. Hôm qua thì tôi có nghe là vườn của bạn Tuấn Trần rất chật, không biết là có tổ chức được không, được đi về đây thế là bạn vẫn kê kích và có được một không gian hoàn toàn mọi người rộng rãi thoải mái thì chắc chắn là mọi người đến khi mà đến đây thì sẽ rất là vui và nhìn thấy cái cách của bạn thế làm này. Ngay từ đầu thì quý vị thấy là cũng đã giao lưu khá là nhiều và đây cũng là một cái tín hiệu và chúng ta có thể thấy rằng là cái việc là định hướng của hội là hội là ba tháng chúng ta lại vận chuyển để ngày hôm nay chỉ là một cái ngày chắc chắn là sẽ rất được quan tâm, rất là vui và ý nghĩa. Và tôi đã tin rằng là sau cái chương trình này thì anh em ở các tỉnh cũng mạnh dạn, và bây giờ tôi thấy là nhiều anh em ở các tỉnh cũng là cái khó mà tinh thần của mình phấn chấn, tinh thần của mình là tích cực thì sẽ giải quyết được những khó khăn thế nào. Cảm ơn Phó Chủ tịch Hội Câu bộ 81 Trách Truyền Thông. Chúng rất mong là bạn tuyên truyền quảng bá cho anh em bộ ngày càng phát triển, cũng như anh em chơi chơi cả nước tăng cái niềm đam mê và cả cái phong trào nhà chơi cả nước. Rất cảm ơn nhà báo Đài Loan Truyền Thông Hoàng Đình Hiệp nhá. Cảm ơn bạn, chúc mừng anh em, chúc mừng tất cả mọi người đoàn kết. Câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật gặp gỡ và giao lưu 1981 tại nhà vườn anh Tuấn Trần. Sáng nay thì khả năng rất nhiều giao dịch anh em nhé. Bạn giao dịch cây gì đây anh? Giao dịch con này. Khả năng là ngày hôm nay sẽ bùng nổ đấy. Giao lưu nó hay là cái giữa anh Mạnh Dê và anh Tuấn Trần. Chương trình rất tuyệt vời. Mạnh Dê mình cứ bảo là để xuống nhà nó vào nhà hàng nó ăn dê, mà nó bảo không, tớ không mở nhà hàng mà tớ tên là dê. Nhiều cái mình cứ tưởng là ngon nữa mà không phải ngon. Rất thật. Ôi, chỗ xanh đấy. Là hay, được tiêu nhiều lắm đẹp đấy. Về xử lý thật kỹ của vệ này là hay chậu tàu vào này. Mạnh ơi, Mạnh ơi, tôi bảo cái chỗ này nó hơi khuyết, bạn xem kiếm ở đây còn tôi thấy nhiều mẫu đẹp lắm. Gặp đây phát nữa thì cho nó ăn luôn rồi đỡ để chỗ này. Vẫn trên trần còn mấy mẫu đẹp nữa. Thì bảo anh em tư vấn. Cố vấn có vậy em. Rồi ok. Lại bữa rượu thôi. Đây tác phẩm chủ nhân đã thuộc về anh Mạnh Dê, người ở giữa anh em nhé. Thế thì thôi, giả là thằng bán cộng ngay bìa đậu chứ về mất con gà thì cũng chết. Tính kiểu gì tính cộng ăn non thôi chứ đừng ăn dày. Anh mà cộng mất bìa đậu là mất ngày đấy. Đấy, phải bìa đậu là mất ngày đấy. Ủa thì anh em có làm cho em gì ạ? Anh tiếp nhỉ. 2 cây. 2 cây rồi. 2 cây rồi. Là đi ngắm, mình đang vừa ngắm cây là tí nữa lại bắt tay nữa mà. Cái công nuôi tập của chị giả lắm này, đây nếu gọi là nu à. Nu rất đẹp anh em nhé.
Hôm nay bớt nhiều thế anh. Ôi là 18 đến cho tí nữa là đâu 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 xem nào, đâu xem nào. Đấy, được. Xong. Được rồi. Giá nào bạn? Ông này nhất phát nhá. Ok. 18 nhá. Ok. Nhất là các bạn thì đi đâu mà thiệt đúng không? Chưa giờ em thấy anh Tuấn dễ giá như hôm nay. Riêng hôm nay cái gì được. Rồi, cảm ơn các bạn, chúc mừng các bạn. Này, lại xem được cái cây si nữa. Rất đó. Đầu. À cây. Hôm nay cái chỉ tiêu là khoảng độ 15 cây bán được. Anh Tuấn lại tiếp tục một giao dịch với lại anh gì nhỉ? Anh Đỗ Chiểu một cây nhá. Anh Đỗ Chiểu. Đỗ Chiểu. Anh chào bạn, bạn còn tí nào? Thế thì xem nào. Bạn lả nhá. Gắm đi. Rồi một cái dàn mini này hay nhất Việt Nam này, phải có này đấy. Chúc mừng anh Thiểu, tác phẩm nó rất đẹp, em cũng rất thích tác phẩm này đấy. À, em cũng thích à? Thì xong luôn đi em. Các anh thì cũng là thích lắm, dễ lắm, dễ tính. Anh được cái là rất là dễ tính luôn. Anh 81 dễ tính. Ngày xưa mua rẻ mua từ năm 2000 nó không đáng cái tiền mà. Đúng rồi. Nên ngày giá nào cũng bán là đúng rồi Tuấn ạ. Kiều ạ. Xong chưa? Hỏi một con ạ. Nhanh quá. Đây, đúng rồi, Mạnh đây là nhân vật gọi là rất tuyệt vời. Cả ảnh nhanh như một cơn gió này. Một đôi à? Một đôi à? Hay là một cây? Một đôi. Hai cái sổ. Đếp đi anh. Nam không kịp lại tiếp tục là giao lưu một đôi sổ mà tặng Nam một cây có sang ở Nam Định không thể nào bắt kịp được, nhanh quá các anh, nhanh như một cơn gió. Nãy giờ 5 cây rồi đúng không nhỉ? 5 rồi chỉ tiêu đã bảo ít nhất là 15 năm nữa. Nó đến lại một cái rồi còn bao nhiêu cây? Rất đẹp anh em nhé. Chống quyền rồi. Quay dưới này thì nó sẽ đẹp hơn thằng căn này. Dưới này quay lên nữa. Nó đứng ngược sẵn. Bây giờ làm cái bộ lưu lưu đã. Rồi, nó to. Đây là trước mặt các bạn là anh Hoàng Đình Thiệp. Các anh em. Đó là hai cái đầu của cái cây thủ. Cái cổ. Có thể là cây tăng tầng hoặc là cây liên chi. Thường thường ngay là cây tăng tầng. Rất già anh Thiệp nhỉ? Cắt ra nuôi thời gian nữa, cái này nó nhũn ra là lại thành những cái cây rất là thú. Không đơn giản, nó tự nhiên là mình có rồi. Anh Thiệp là xuống từ tối qua hay là xuống từ sáng vừa xong? Tối qua. Đâu rồi, đâu rồi, tiếp tục. Ôi lại nổ à? Anh Tuấn sao hết mất hết cây rồi? 8 cây rồi. Lại về tay anh à? Nã không khác gì nào. Anh Tuấn lại tiếp tục giao lưu với anh Quốc Anh. Một cây nữa. Thế là mình tính chơi. À, không được à? Anh mua nhầm thì thôi chứ. Thì anh cứ lừa. Không, đây là mua là biết trước. Cái già đấy. Cảm ơn nhá. Ừ, xanh quê. Quá già. Nó kỳ. Hay cái chậu tròn của nó vừa quân. Hôm trước tôi mua tôi cũng... Tôi cho điện hạ. Là 5 điền. Nhưng cuối cùng về mãi biết là xanh quê. Không khác gì nào. Nếu mà nó già không khác thì 5 điền. Không khác thì gì luôn. Ôi chứ tôi bán cho bác Quyền cũng gọn thì bạn. Thì cuối cùng bảo là nó y như 5 điền mà. Tao không nhận ra thì bảo chỉ khác một tí với tao vẫn lấy của mày. Có thể để cầu này treo cho nó đẹp hay không có. Trả lại tiền ông ấy rồi. Thần nó chạy nhỉ. Con này thần rất dị. Một phát cho đi luôn.
Xong chưa? Xong rồi. Thôi mình lại trở về chốn quê rồi. Bây giờ lại xanh quê bắt đầu lên ngôi. Tôi chả có cái xanh quê nào. Nhưng mà dăm nó như này. Về nhà lại mua xanh quê chứ. Thế bây giờ tôi làm toán chương trình xanh quê không. Cả đấy. À không, còn buôn cũng cả cái xanh quê mà. Ừ, rồi còn buôn xanh quê. Từ Bắc chí Nam luôn là toán quê đấy. Bắc Nam toán chương quê. Mà lô làm phát mấy chục cây thì là luôn tuổi sẵn rồi. Bạn ấy được thêm một cây nữa. Đây là ai làm luôn cái con ngũ hành sơn này này, quê này. Cái này nhà cháu nó bị ấy. Chuẩn bị có một giao dịch anh em nhé. Liệu anh Tuấn Trần có nổ tiếp tục nổ không? Còn ngâm cứu ạ. Con ấy nó giả nhỉ? Nó khó nối. Ê, trước anh hơn. Thay chậu mà nó nổi như ngay. Chậu này hơi to, nó vẫn bị nuốt cây. Hôm nay đến giao lưu tại vườn anh Tuấn Trần chào tất cả mọi người đấy ạ. Chào tất cả anh em yêu cây nhá. Đây là anh Tuấn Trần. Một ngày được tiếp đón anh em ở tại nhà vườn Tuấn Trần. Em chúc mừng anh Tuấn Trần nhé, hôm nay cảm ơn em nhá. Rất nhiều tác phẩm đẹp. Đây kết thúc buổi họp mặt anh Tuấn bàn giao cây cho anh em nhé. Chuyến này là chuyến thứ hai. Anh Tuấn hôm nay có vui không anh Tuấn ơi? Vui lắm em ạ. Mặc dù là rượu nhất là rất là say rồi nhưng mà anh vẫn cố, anh vẫn đặt, vẫn đẩy cây cho anh em, bàn giao cho anh em. Ui đúng 81, 681. Quay lại anh ơi. Rất nhiều tác phẩm quý đã về vào nhà vườn anh Quốc Anh. Anh Đức Dê. Mặc dù anh em rượu rất say rồi nhưng mà rất khỏe lắm. Tinh thần đam mê với cái điện. Bây giờ nó đi về. Quan trọng là giờ anh Tuấn thì khỏe lắm. Quay đầu về nhà bố nhà. Đây để đi bảo anh cái tin quay lại đi. Anh ơi. Không phải Hoàng Toàn à? Đây. Không phải Hoàng Toàn à? Rất nhiều tác phẩm đẹp anh em. Người đây về nhà Triều nhà tặng trước về anh em trước. Đến đây mục đích về anh em. Thôi bạn chưa bỏ cây này không, lên. Cái này bỏ sau cổ. Không, 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 cây này về xe kia. Không, không bỏ nhờ bạn anh đây. Đang làm cho bạn anh đây à? Chở về. Chào mừng tất cả anh em bạn bè yêu cây trên toàn quốc của hội cây cảnh 1981 đã về dự rất là đông vui. Bạn tiền vướng đâu mà. Chúc mừng anh Tuấn và chúc mừng tất cả anh em. Ok luôn. Ok, cái này. Có phải dựng